Bóng đá hôm nay 11 tháng 7, tứ kết CAN 2019, Senegal cùng Nigeria giành hai suất đầu tiên vào bán kết. Bảng tử thần của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup như thế nào? MU chốt giá bán Paul Pogba. Barcelona không có tiền để chiêu mộ Antoine Griezmann. Đó là những tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Hai đội bóng được đánh giá cao hơn là Senegal và Nigeria đã giành những chiến thắng với tỷ số tối thiểu để góp mặt ở bán kết CAN 2019. Senegal đang là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch CAN 2019, chỉ phải gặp đội bóng yếu hơn là Benin. Sadio Mane và các đồng đội đã dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, Benin cho thấy họ không phải là đối thủ dễ chơi và không phải do may mắn và vào tới vòng tứ kết. Phút 66, thủ môn Alfred Gomez suýt chút nữa đã khiến Senegal phải trả giá khi đỡ bóng bất cẩn sau đường truyền về của đồng đội. Rất may là quả bóng chỉ lăn sát mép cột dọc ra ngoài đường biên ngang. Chỉ 4 phút sau, Idrissa Gana, cầu thủ đang thi đấu ở Everton, phối hợp đẹp mắt với Sadio Mane trước khi tung cú sút trái phá hạ gục thủ môn của Benin. Sadio Mane sau đó hai lần bị từ chối bàn thắng bởi VAR. Công nghệ đã được sử dụng từ vòng tứ kết của CAN. Những phút cuối, Benin còn phải thi đấu thiếu người do Olivier Verdon nhận thẻ đỏ ở phút 83, thắng chung cuộc 1-0. Senegal sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Madagascar và Tunisia ở bán kết. Ở trận đấu còn lại, Nigeria cũng phải chật vật mới vượt qua được Nam Phi với chiến thắng tối thiểu 2-1. Samuel Chukwu mở tỷ số cho Nigeria ở phút 27 trước khi Bongani Zangu gỡ hòa 1-1 ở phút 71 sau khi VAR can thiệp. Phải mãi tới phút 89, trung vệ William Chus Ekong mới ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Nigeria. Đại bàng xanh sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa bờ biển Ngà và Algeria ở bán kết. MU tự tin giành được Harry Maguire. MU đang rất tự tin trong việc theo đuổi trung vệ Harry Maguire của Leicester. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer muốn Maguire trở thành tân binh tiếp theo của MU trong mùa hè này và Quỷ Đỏ sẽ cố gắng chiều lòng ông bằng cách chiêu mộ trung vệ 26 tuổi. Các cuộc đàm phán giữa MU và Leicester đang diễn ra. Bày cáo muốn bán Harry Maguire với giá 85 triệu bảng trong khi MU chỉ muốn trả 75 triệu bảng trong thương vụ này. Ban đầu Maguire muốn gia nhập Man City nhưng nhà đương kim vô địch Premier League không đáp ứng được mức giá mà Leicester yêu cầu. Trong khi đó, MU đang có 6 trung vệ nhưng họ rất muốn có sự phục vụ của Maguire để nâng cấp hàng thủ. Trong trường hợp bán Maguire, Leicester sẽ chiêu mộ trung vệ James Tarkowski của Burnley để thay thế. Cầu thủ này có mức giá là 40 triệu bảng. Divock Origi ký hợp đồng mới với Liverpool. Liverpool đã chấm dứt những tin đồn về tương lai của Divock Origi khi họ tuyên bố tiền đạo người Bỉ đã ký hợp đồng mới với câu lạc bộ. Hợp đồng cũ của Origi với Liverpool sẽ đáo hạn vào năm 2020. Do vậy, đội bóng chủ sân Anfield đã quyết định giữ chân cầu thủ người Bỉ bằng một bản hợp đồng dài hạn. Đây có thể xem là phần thưởng của Liverpool cho Origi. Cầu thủ đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Liverpool trước Tottenham ở chung kết Champions League mùa trước. Cầu thủ 24 tuổi đã ghi được 7 bàn thắng trong 20 lần ra sân cho Liverpool ở mùa giải trước. Anh đã được các câu lạc bộ ở Tây Ban Nha, Premier League và Trung Quốc quan tâm. Tuy nhiên, Liverpool muốn giữ chân Origi và họ đã đàm phán với cầu thủ này từ hè năm ngoái và cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận. Barca không có tiền để kích hoạt điều khoản giải phóng của Griezmann. Theo tờ AS Tây Ban Nha, Barcelona không có tiền để kích hoạt điều khoản giải phóng của tiền đạo Antoine Griezmann 120 triệu euro. Đây chính là lý do vì sao mà Barca trì hoãn trong việc đưa tiền đạo người Pháp về Camp Nou. Theo kế hoạch ban đầu, Griezmann sẽ có mặt ở trụ sở La Liga vào hôm thứ Tư tuần này để trả khoản tiền 120 triệu euro mà Barca đưa cho. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra do Barca gặp rắc rối về tài chính. Đội bóng xứ Catalonia đang cố gắng vay mượn từ ngân hàng và cũng thuyết phục Atletico Madrid chấp nhận để họ thanh toán khoản phí giải phóng hợp đồng của Griezmann thành nhiều phần. Được biết, các nhân viên của Barca đã chậm lương 3 ngày vào tháng 6 năm nay.
MU chốt giá bán Pogba. Theo trang Calcio Mercato, MU sẽ chỉ bán Paul Pogba nếu có bất cứ đội bóng nào trồng đủ 180 triệu euro 162 triệu bảng. Tiền vệ người Pháp đã được liên hệ rời MU trong mùa hè này sau khi Quỷ Đỏ trải qua một mùa giải thảm họa. Real Madrid và Juventus là hai ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua giành sự phục vụ của Pogba. Nếu như MU bán Pogba, họ sẽ đưa Christian Eriksen Tottenham về để lấp chỗ trống mà tiền vệ người Pháp để lại. Ngoài ra, MU còn nghĩ mục tiêu khác như Sean Longstaff Newcastle, Bruno Fernandes Sporting Lisbon và Sergej Milinkovic-Savic Lazio. Trong khi đó, Sky Sport đưa tin rằng giám đốc thể thao của Inter Milan, Piero Ausilio đã có mặt ở Anh để đàm phán với MU về trường hợp của tiền đạo Romelu Lukaku. MU muốn bán Lukaku với giá 80 triệu euro nhưng Inter đang cố gắng hạ bớt giá cầu thủ người Bỉ. Inter cần phải bán Icardi và Nainggolan để có đủ ngân quỹ chiêu mộ Lukaku. Chelsea hòa trong trận đầu tiên Frank Lampard chỉ đạo. Chelsea đã hòa 1-1 trong trận giao hữu với câu lạc bộ của Ireland, Bohemian tại sân Dalymount Park Dublin. Ở trận đấu này, Chelsea sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ. Chỉ có hai cầu thủ thường xuyên ra sân ở đội một mùa trước là Cesar Azpilicueta và Pedro góp mặt trong trận đấu này. Frank Lampard, tân huấn luyện viên của Chelsea, đã sử dụng đội hình 4-2-3-1 khi đối mặt với Bohemian. Mặc dù Batshuayi đã mở tỷ số cho Chelsea ngay phút thứ 8 nhưng đội bóng của Lampard đã đánh rơi chiến thắng khi mà Molloy san bằng tỷ số cho Bohemian ở phút 89. Tân binh Real đột ngột bỏ họp báo giữa chừng. Trung vệ Eder Militao vừa có buổi họp báo ra mắt câu lạc bộ mới Real Madrid nhưng buổi họp báo diễn ra vào giữa ngày đã phải hủy bỏ giữa chừng. Militao có dấu hiệu bị chóng mặt trong lúc trả lời họp báo và một cán bộ truyền thông của Real đã phải dìu anh rời phòng để đi nghỉ. De Rossi giải nghệ. Tiền vệ Daniel De Rossi đã chính thức giải nghệ sau một thời gian tìm hiểu lựa chọn để tiếp tục thi đấu. Anh đã rời AS Roma và được Fiorentina, AC Milan và cả Boca Juniors ở Argentina quan tâm, nhưng quyết định treo giày để theo bước cha anh, người đang làm huấn luyện viên đội trẻ của AS Roma. Như vậy De Rossi đã chơi 18 mùa giải cho AS Roma. Paris Saint-Germain phạt Neymar 340.000 bảng, hạ giá sốc bán tiền đạo người Brazil. Neymar sẽ bị phạt 340.000 bảng vì không trở lại tập trung đúng hạn cùng Paris Saint-Germain. Trong hợp đồng ký với tiền đạo Brazil, Paris Saint-Germain có cài điều khoản tiền thưởng cho hành vi đúng mực đối với Neymar. Đúng ra anh sẽ được hưởng số tiền 340.000 bảng nói trên nếu trở về tập trung đúng hạn nhưng vì anh vi phạm nên không được hưởng và số tiền thưởng đó được Paris Saint-Germain dùng cho hoạt động từ thiện của câu lạc bộ. Có tin nói vào thời điểm Paris Saint-Germain tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới thì Neymar đang ở Turin gặp Ronaldo. Có tin nói Neymar lúc đó đang ở Brazil chuẩn bị theo dõi vòng chung kết cuộc đua xe tốc độ mỗi bên 5 đội do cha anh tổ chức. Đến với bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam bốc thăm vòng loại World Cup, bảng tử thần như thế nào? Theo quy định của FIFA, Việt Nam sẽ không phải đối đầu với những đội tuyển cùng nhóm 2 bao gồm Iraq, Uzbekistan, Oman, Kyrgyzstan hay Syria. Tuy nhiên trong trường hợp đen đủi nhất có thể xảy ra, thầy trò Park Hang-seo vẫn có thể rơi vào bảng tử thần. Riêng ở nhóm 1 gồm 6 đội tuyển Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar hay Saudi Ả Rập đều là thách thức khổng lồ với Việt Nam. 3 đối thủ còn lại ở các nhóm dưới nếu lần lượt là Jordan, Thái Lan, Nepal chắc chắn sẽ không dễ thở chút nào. Hoặc với 3 đối thủ khác như Palestine, Bahrain, Malaysia cũng có những cơ sở cấu tạo thành một bảng đấu cực khó. Nếu rơi vào một trong những bảng đấu này, cơ hội đi tiếp với tuyển Việt Nam sẽ hẹp đi đáng kể. Nhưng tất cả đều hy vọng những ngôi sao vàng sẽ gặp may, đặc biệt là nếu như rơi vào bảng đấu có sự hiện diện hai hạt giống số 1 UAE và Trung Quốc. Đây là những đội có trình độ không quá CHECH lệch với Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Thái Lan lại bị cảnh báo mất quyền đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2020. The Siam Sport tiếp tục đưa ra lời cảnh báo, Thái Lan hoàn toàn có thể mất quyền đăng cai, mất suất dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 khi tiến độ nâng cấp các sân vận động vẫn không có sự chuyển biến nào sau lời cảnh tỉnh của AFC cách đây vài tháng. Công tác nâng cấp các sân để tổ chức vòng chung kết U23 châu Á 2020 của chủ nhà Thái Lan vẫn chưa có chuyển biến nào đáng kể so với yêu cầu của phái đoàn AFC cách đây vài tháng. Trước tình hình đó, The Siam Sport tỏ ra sốt ruột khi nhắc lại lời cảnh báo sẽ bị tước quyền đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2020 nếu như Thái Lan không đáp ứng được các yêu cầu đề ra của tổ chức bóng.
đá châu lục.